Khởi đầu năm mới bằng suy nghĩ khẳng định. Alright, this is a Được couple of rồi, jokes that you want to có hear. vài chuyện cười, quý vị muốn nghe không? The brother took the Anh time to đồng bring tu them đã bỏ here, thời giờ so mang đến đây. maybe we do that, huh? Nên Maybe có it's lẽ tôi sẽ on a đọc để year, mừng huh? năm mới. Good laugh, it's always good. Cười lúc nào cũng tốt. Washing, it's called Giặt washing. giũ. Truyện A này có girl, tựa là and giặt giũ other một cô jokes are good, gái. Không biết brother. nữa mấy chuyện The cười này bedroom, tốt chứ. Anh kia, no, dạ the phải, bedroom có bảo joke đảm is không? something I Không có know. chuyện cười The bậy bạ kids chứ. can hear Trẻ em nghe it. được hả? Good, Dạ good. được, tốt. Washing, okay. Giặt giũ. The leaf of Irish laughter, Cái ha cười của ha. nụ cười Ireland, ha A girl ha. was being Một cô shown gái đi around tham a quan battleship, and trên she chiến wanted hạm. to know if the Cô muốn biết sailors thủy really thủ có washed giặt their quần áo clothes của họ trên aboard tàu the hay ship. không. So she was told, not Họ at nói với all, we cô, just không hề throw giặt. them Chúng tôi overboard, vứt quần áo xuống and biển. they're washed ashore. Rồi chúng giặt, giặt vào bờ. Not bad. Không tệ. Wash Giặt vào bờ ashore, kiểu nói của thủy thủ. sail cash and carry. Trả tiền The và mang customer đi. said, Khách "Can hàng I have a hỏi. tablet of soap, Vui lòng cho please?" tôi một thỏi xà bông. The assistant, Người bán, "Certainly, vâng, madam. thưa bà. Would you like it Bà scented? muốn loại thơm không? Can you Quý vị understand?" hiểu không? Customer said, "No Khách hàng thanks. nói I will không just cần take it gửi. with me. Cảm ơn, tôi lấy nó bây giờ. Scent, Mùi thơm và scent." gửi phát âm tương tự. Ha 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 ha. ha. Called Chuyện này memory. gọi là trí A nhớ. man was Một người đàn registering ông at đến the ghi danh, reception desk lưu of a trú tại rather bàn tiếp tân ở một rundown khách sạn cũ hotel. kỹ. I hope my English is good enough for the Hy joke. vọng tiếng Anh của tôi đủ Yeah, for tốt the để kể chuyện punchline. cười cho đoạn gây cười. As he was given the Khi key ông to his nhận chìa room, khóa phòng, the receptionist người asked tiếp him, tân hỏi, "Have you got a good memory for ông faces?" nhớ mặt người có giỏi "Yes, không? not bad. Why do Cũng you không đến nỗi ask?" tệ mà sao cô hỏi vậy? So the receptionist said, Nhân viên tiếp "Because tân there's nói, no bởi shaving vì phòng có mirror in your ông room, không có gương để cạo râu, thưa ông. sir." No shaving mirror. Không có gương cạo râu. Don't Tôi cũng không biết nữa. Okay, signs on. Bảng hiệu trên đó, bảng Signs. hiệu. There's a sign. Có một Scent bảng in hiệu the trong shop, tiệm, in the bảng wine hiệu shop trong tiệm says, rượu không cồn ghi "Thirst là come, khác, thirst đến thì tiếp served." khác. Thirst come, thirst served. And in the Bảng hiệu travel trong tiệm bán agency, vé it du lịch. says, "Why don't you Sao go bạn không away?" biến đi? And in the Trong nhà lễ undertaker tang, says, "Drive lái xe carefully, cẩn we thận, chúng can tôi wait." đợi được. Dễ thương ha. Cute, Và huh? trong And nhà in the thờ, church, in the church. bạn biết địa Do ngục you không? know what hell is? Muốn biết, xin đến Come nghe and nhạc sĩ hear đánh đàn our organ của chúng tôi. organist. You know what Bạn hell biết is, địa ngục okay. không? You don't have to go to Không the cần phải đến church. nhà thờ. Mint Mới relation. tình. Lady. Người phụ nữ, tôi phải Top. trả lại tấm thảm I này. have to return this carpet I bought Tôi from you mới mua last có week. ông tuần trước. You assure me Ông that bảo đảm it was là in mint nó còn mới condition. tình mà. So the Chủ shopkeeper tiệm nói. says, and so it Thì đúng is, rồi, thưa bà. madam. Just look at that Hãy hole in nhìn the cái lỗ middle. ở giữa. Don't Tôi không hiểu. Kẻ bạc hà min có cái lỗ ở A mint, giữa. oh, Bạc okay, hà, mint condition. tình Oh, trạng yeah, like a mới, mint. min. Oh, English mint Giống have a cà bạc hole in hà, the min. middle. Cà bạc hà của người Anh có There are cái many lỗ ở mints that giữa. don't have hole in Nhiều the cà bạc middle. hà đâu có lỗ ở giữa. That proves that I haven't Điều been in này chứng England for tỏ a long là time. tôi chưa ở nước Anh lâu lắm. Come and go too often. Đến rồi đi rất thường It's called xuyên. ends meet. Normally Chuyện you này say, tựa "I là can đầu hardly thịt. make the ends meet." Thông But thường tôi here, nói tôi phải ends vất vả để meet kiếm sống nhưng ở đây like đầu thịt. steak meat. Như là thịt Okay, bò thuần it's a chai. playing with words, I guess. Tôi A nghĩ là chơi customer chữ. complained Khách hàng about than the phiền về sausage xúc xích thuần chai which she had bought from mà him bà ta last mua week. tuần trước. She said, "They were Bà all nói meat thịt thuần at one chai end, thì all dồn ở một bread at đầu, the còn đầu other." kia toàn là bánh mì. So Người the chủ tiệm trả shopkeeper lời, replied, "I'm thưa sorry, bà, tôi madam, xin lỗi, but in nhưng these trong thời hard buổi khó khăn times, này, it's difficult khó to mà make làm được both hai đầu ends thịt. meet." Chào Mensch. ơi, This chuyện is này called tựa là sinh living. sống. What's your Em brother trai doing anh these dạo này làm days? gì? Không làm gì cả. Nothing. Oh, Ồ, tôi tưởng cậu I thought ấy he'd đã xin apply được for việc that ở tiệm job ông in O'Brien. O'Brien's.
Phải, nó là kiếm được việc. job. Wow, he's Chà, cậu ấy lucky. thật may My mắn. brother Em is trai tôi không unemployed có việc and mà living vẫn sống trên above cả thu his nhập của income. nó. How does he Làm sao cậu manage ấy that? xoay sở được vậy? He's got a Nó mướn căn flat hộ bên over the trên, social văn phòng an security sinh xã office. hội. You all know Quý vị this, hiểu huh? hết ha. Chào Gosh, ơi, you're quý vị so thông minh thật. clever. I couldn't Ngay even cả get tôi it. cũng không hiểu. Okay, reminder. Nhắc nhở. Two Một ngày Dublin nọ, hai fortune thầy bói tellers met ở in thành the phố street Dublin one gặp day. nhau trên đường. Beautiful weather Một we're người nói having, với người eh? kia, thời tiết đẹp quá hả, Isn't đúng it? không? Said one to the other. It Người kia trả certainly lời, is, đẹp thật. came the reply. Reminds me Nhắc of the tôi great nhớ tới mùa summer hè tuyệt vời năm of 2020. 2020. Fortune telling. Thầy bói. Tell the future. Nói chuyện tương lai Not cũng bad. hay. This one is called Chuyện no này tựa là distance. không khoảng cách. Not bad jokes. Không dở mấy chuyện cười này Two hay. Một ngày secretaries nọ, hai were người thư sitting ký in their đang offices ngồi trong văn one phòng. day when Bỗng suddenly a nhiên có brick một viên gạch smashed through the liện vào window làm with vỡ a kính note với attached. tờ giấy đính kèm theo. John Murphy and John Sons, Murphy và các Antrim con Lane, trai tọa glass lạc cut trên to đường all mộng mơ, sizes. cắt kính đủ kích cỡ. So, one secretary Một cô said, thư ký "Do bèn you know hỏi, where that chị có place biết is?" chỗ đó đâu không? And the other secretary said, Cô thư ký "I kia do trả lời, indeed. dĩ nhiên là biết, It's only a stone's bằng throw khoảng away." cách ném một viên gạch. That's really cute. Thật dễ thương. And this one's called position. Còn chuyện này tựa là chỗ The ngồi. teacher said, Thầy giáo "What did hỏi, Juliet say to Romeo when she met Juliet him nói on the với balcony?" Romeo câu gì khi gặp chàng trên ban What did công? she say? Nàng nói câu gì? So the pupil said, Học sinh trả lời, bộ "Couldn't you anh get không tìm seats in the được chỗ front?" ngồi phía trước sao? Last word. Câu Last cuối. word. My wife always has the Vợ tôi last lúc nào word. cũng nói câu cuối. Everybody knows that, eh? Ai cũng biết điều này. You're lucky. Anh thật may Mine mắn. never gets to Vợ it. tôi không bao giờ nói tới câu cuối. What does that mean? Có nghĩa là sao? Bà ấy cứ cằn nhằn mãi không dứt. Or she never finishes. Ồ, bà ấy không bao giờ ngừng. Okay. Man, you all know so Chào well. ơi, quý vị đều biết rất Jesus, I'm rõ. out of Chúa ơi, touch tôi xa with the vời world. với thế giới. Okay, that's that, guys. Rồi, có vậy thôi. We're waiting for a new year and À, it's chúng not ta đang coming. chờ Tết mà vẫn chưa Oh. đến. Còn nửa tiếng nữa I ạ, know. tôi It takes biết. so long, it takes Thời gian lâu forever. quá, cứ What do we như do bắt in half tận. an hour's time? Chúng Sitting ta here làm gì trong staring nửa at tiếng each này? other. Ngồi đó nhìn nhau à? Huh? Dạ, Staring nhìn at sư me? phụ, nhìn tôi à? Chúng con đang nhận gia Okay. trì ạ. Are À, tôi you? biết. I know, but it's so Nhưng không uncomfortable. thoải mái lắm. I Chúng con không sao ạ. Ở đây chúng con thoải mái ạ. Nói gì? No, Sư you phụ không được thoải guys, mái ạ. I'm Không, quý vị fine. kìa, tôi không sao. Dạ không, chúng con thoải mái. Okay. Được I rồi. give you some Tôi cho quý vị xem chút thần thông. magic power. Otherwise, you say I Bằng never không, have quý any vị magic nói power. tôi không có thần thông gì hết. Whoa, huh? Whoa, whoa. Whoa. Okay. You see this? Thấy cái này không? Dạ thấy. Yeah? Okay? Thấy không? Yeah? Dạ thấy. Thấy chứ? Good? Dạ thấy. Thấy Right. không? Dạ thấy. Được rồi. Đừng nhìn phía sau tôi. Blow it. Thổi đi. Blow Thổi nữa. again. Được rồi, được rồi. Thấy không? Hmm.
Thần thông ha. Dạ. Nào, có thể có gì sai đây, để tôi xem lại sao. Có vấn đề gì đây? Thần thông, thần thông. Họ làm gì vậy? Tại sao họ cười? Tại sao họ cười trên đó? Thấy không? Không có gì hết. Hú là hấp. Được rồi, cưng yêu. Tới thần thông ạ, tới thần thông. Lấy đi. Lấy nó đi. Một người quý vị. Đưa cho mọi người xem. Giơ lên cao cho mọi người xem. Cô ấy lấy trái banh của tôi rồi. Nhìn đó. Dạ. Ha. Dạ. Thấy không có gì ha? Dạ không. Cô ấy đang giữ trái banh đúng không? Dạ đúng. Có thấy gì trong đây không? Dạ không. Không có gì. Dạ không. Chắc không? Dạ chắc. Sờ nó đi. Đó. Không có gì cả. Nó rỗng. Xem lại coi. Có gì đó không? Dạ không. Cô ấy lấy trái banh rồi đúng không? Trái banh đâu rồi? Thổi đi. Được rồi. Tốt ha. Dạ. Vẫn còn trái banh ở đó chứ. Dạ đây ạ. À. Lạ chưa, tôi có nó đây. Thổi lại đi cho chắc. Ồ, không có đó. Chuyện gì xảy ra? Mất rồi. Đặt nó trở lại. Đặt nó vô lại. Cô ấy lấy cắp. Rồi, nó ở đó. Wow. Chà, ta bỏ quên vài thứ ở nhà. Nhưng kệ đi, kệ đi. Chúng ta làm thứ khác. Cho qua giờ. Ta quên vài thứ ở nhà, không quan trọng, vậy cũng được. Lá bài đúng không? Mọi người đều thấy hả? Lá bài nhé. Don't tell me what number. Đừng cho tôi biết số mấy. Dạ vâng. Okay. I didn't see it. Tôi không thấy. Tôi có thể làm lại để lỡ. Lỡ quý vị nghĩ tôi ăn gian. Tôi không nhịn. Tôi không nhịn. À, dạ. Đó là con số mà quý vị tìm. Tốt, tôi làm lại. Để lỡ quý vị nghĩ tôi ăn gian. Đây, tôi không nhìn đâu nha. Kiểm tra lại, kiểm tra lại. Coi chừng bãi gạt. Có mấy lá bài đẹp ở đây. Đừng nhìn nha anh kia. Quý vị nhìn cũng được, không sao. Chỉ là không thấy được gì nhiều đâu. Ok.
Phải sắp xếp để cho quý vị thấy rõ, bởi vì mình không có đủ chỗ ở đây. Mọi người phải thấy nó, bằng không thì khó cho thấy. Nếu không đủ chỗ, phải bày nó ra thì quý vị mới thấy được. Dạ. Ồ, chào ơi. Tại tôi cũng không đủ chỗ nữa. Nhưng có lẽ như vậy cũng tạm được rồi. Nó rớt ra khỏi tay tôi. Rồi, cho tôi biết quý vị thấy bao nhiêu số 9. Bao nhiêu số 9? 4, 5. 4, 5. 6. 6, chắc không? Mọi người đều thấy phải không? Dạ. Tôi cũng không chắc. Chà. Đem cái này đi. Tôi không biết. Không chắc quý vị có đúng không? Chà. Toàn là số 9. Chắc là mắt quý vị. Chắc là mắt quý vị có vấn đề. Có phải mắt quý vị có vấn đề không? Nhìn lại đi coi có phải. Hay quá. Được rồi. Quý vị chịu rồi ha. Dạ. Để tôi xem. Chúng ta có cái gì đây? Không được nhìn phía sau tôi. Thần thông của tôi. Chúng ta xem coi mình có gì. Đừng nhìn. Không được nhìn. Chúng ta có tiền. Có thấy mấy đồng xu không? Thấy mấy đồng xu phải không? Đúng không? Dạ đúng. Có một số đồng tiền. Tốt, tốt. Tốt lắm. Có thấy tiền đó không? Dạ thấy. Tuyệt lắm. Tôi mới đặt nó vào đó. Tiền còn đó không? Dạ còn. Có gì trong đó không? Dạ không. Thế thì tôi để nó ra ngoài. Có gì ở đây không? Có ai thấy gì không? Dạ không. Hả? Không có gì hết à? Không có gì à? Có chắc không? Dạ chắc. Hay quá. Chà, nhiều tiền quá. Thật nhiều tiền. Trời ơi. Sao có nhiều tiền ở đó thế? Chúa ơi. Nhưng vẫn là tiền. Thổi đi. Không còn gì trong đây cả. Biến mất hết rồi. Nó đi đâu mất rồi à? Cô đã làm gì? Lấy tiền của tôi hả? Cô trả lại đi. Quý vị lấy rồi hả? Quý vị có lấy tiền không? Có, không? Dạ không. Không lấy à? Tôi không hiểu tại sao quý vị không lấy đồng tiền nào. Bởi vì trong đó có rất nhiều. Cô nên lấy một số. Hay là cứ giữ đó. Cái gì vậy? Dạ cái hộp. Cái hộp. Chúng ta có vài đồng xu ở đây. Kiểm tra coi chuyện gì sẽ xảy ra. Coi thử nó có biến mất không? Nó còn đó không? Dạ còn. Mấy đồng xu? Dạ phải. Có chắc không? Dạ chắc. Tao không biết. Thổi đi. Có lẽ vẫn còn đó. Có lẽ cái này không muốn ở lại. Còn đó không? Dạ không. Tiền đi đâu mất rồi? Chúa ơi. Đồng xu đâu rồi? Và vài đồng tiền rớt ra. Để đó, đó. Đây, đây nè. Biến mất rồi hả? Dạ không. Dạ rồi. Sao lại không? Nó đó. Được rồi, thôi. Quý vị thích tiền quá, tao không cho quý vị đâu.
Tới giờ thừa chưa? Dạ, 20 phút nữa. 20 phút nữa. Vậy mình thiền nha. Dạ. Chúng ta có Samanh không cồn để mừng Tết thôi sư phụ. Cái gì? Chúng ta có Samanh không cồn. Samanh không cồn hả? Lát nữa phải không? Dạ. Thiền một chút nhé. Thiền với toàn thế giới ngay bây giờ. Bây giờ mọi người đang thiền ở nhiều trung tâm khác nhau. Tới giờ rồi hả? Dạ chưa. Còn khoảng 2 phút nữa. 2 phút. Dạ, 2-3 phút. À, đến lúc đó, quý vị bật đèn lên. Dạ, chúng ta không có bếp lửa, nên chỉ bật đèn thôi. Dạ. Sẵn sàng chờ đèn nha. Chúng ta có thể đếm ngược ạ. À. Đếm ngược bây giờ. Sao rồi, còn mấy phút? Dạ, vẫn còn 2 phút nữa. 2 phút ạ. À. 1 phút thôi thưa sư phụ. 2 hay 1? 2 phút mình đếm làm sao? Chúng ta đếm ngược từ 10. 1 phút. Vậy giây đầu mình đếm. 5 giây sau mình đếm. Dạ, thưa sư phụ. Chờ chút, hãy sẵn sàng. Sẵn sàng. 1 phút nữa là tới thưa sư phụ. Còn 1 phút. 1 phút. Dạ. 5 giây cuối cùng mình đếm hay là 10 giây cuối ạ? À? Được, vậy gọi tôi. Dạ thưa sư phụ. Khi nào còn 10 giây thì cho tôi biết. Anh có biết lúc nào là 10 giây cuối không? Dạ biết thưa sư phụ. Đếm ngược, đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6. Bật đèn. 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới sư phụ. Mọi người đều có. Tôi có một cái rồi. Vui lên, vui lên. Anh không có mũ miệng hả? Đưa cho anh ấy một cái. Cho anh ấy một cái mũ miệng. Hoan hô. Vui ha. Mọi người có ly chưa? Chà. Còn có sâm banh không cồn nữa. Vui lòng đem ly đến đây. Thiếu một cái ở đây. Happy New Year to you. Happy New Year everyone. Happy New Year to you. Đây nhé. Ráng mà lấy. Đó. Đằng sau đó. Mọi người được một cái. Trên lầu. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly thưa sư phụ. Đấy nhé. Truyền đi. Truyền xung quanh. Nhạc hay. Cạn ly. Cạn ly. Trên lầu họ có không? Trên lầu. Dạ họ có ạ. Không, tôi được rồi. Dễ hơn ha.
My God, another year. Trời ơi, thêm một năm nữa. We're getting older now, huh? Chúng ta là già thêm rồi. Thật nhiều tình thương. More love next dạ, year. Năm tới càng nhiều tình thương hơn. Dạ, ý nói năm nay. Dạ. Thank you, Master. Xin cảm ơn sư phụ. Thank you. Thank you. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn tình thương của quý vị. Cảm ơn tình thương của sư phụ. Cảm ơn quý vị hiểu tôi nói gì. Thưa sư phụ, giày của sư phụ đâu? Trong đây thật không có rượu chứ. Mấy ngón đây? Giày của sư phụ đâu? Giày của sư phụ đâu rồi? Tôi cũng không biết nữa. Kiểu giày gì vậy? Okay. Wow. Chà, quý vị có chắc là không có rượu trong đây không? My God. Trời ơi. I'm not used to this. Tôi không quen với thứ này. There was a guy. Có một anh chàng, quý vị biết mấy chuyện vui này rồi, nhưng ta không biết có chuyện nào khác. Có một anh chàng đi vào quán rượu, kêu 10 ly rượu whisky. Rồi anh ta uống cạn từng ly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cạn sạch. Rồi anh ta cảm thấy hơi ngà ngà. Nên nói, ồ, nhiều quá. Tử gia, cho 9 ly thôi, 9 thôi nhé. Tử già mang ra 9 ly whisky. Rồi anh ta uống từng ly một, uống cạn hết 9 ly. Rồi anh ta cảm thấy tệ hơn. Mấy ngón đây? Hai ngón. Được rồi, đừng rót nhiều quá. 8 ly thôi nhé, 8 ly thôi. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cạn sạch. Anh ta cảm thấy càng tệ hơn nữa. Nên anh nói, được rồi, lần này chỉ 7 ly thôi. Rồi anh ta uống cạn sạch 7 ly. Rồi đến 6, rồi đến 5. 5 ly cũng hết cạn. Rồi đến 4, rồi đến 3, 2. Và đến ly cuối cùng, anh nói, lần này một ly thôi nha. Rồi anh ta uống cạn ly cuối cùng, một ly duy nhất, vòng chót. Anh ta nói, anh biết không, tôi không hiểu sao, càng uống ít lại càng say nhiều. Trời ơi. Ôi trời ơi, biết chuyện cười này rồi, phải không? Tôi đã kể trước đây rồi. Dạ chưa, một số vị chưa biết, coi được, cười giùm cho mấy người kia luôn. Có một ông lão ngồi bên quầy rượu và uống rượu. Rượu champagne thì có cồn, không như mình. Đây chỉ là nước trái cây, nho vắt lấy nước. Trở lại câu chuyện. Ông ta ngồi và cứ uống, và rồi giữa lúc đang uống, ông ta đã đến mức không nhìn ra mấy ngón tay rồi. Lúc đó có một cặp song sinh, hai cậu con trai sinh đôi, vào ngồi kế bên ông, kêu mấy ly nước ngọt. Ông lão cứ nhìn cặp song sinh, nhìn hoài, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trước, nhìn sau. Một trong hai cậu song sinh mới nói với ông, không phải là ông nhìn một thành hai đâu, chúng cháu thật sự là sinh đôi. Ông lão mới nói, thật hả? Cả bốn đứa bay luôn hả? Một anh chàng đi vào quán rượu và uống, uống cho đến khi hết tay đường luôn. Rồi từ trên ghế anh ta ngã xuống đất. Và từ chỗ đó, anh ta bò tuốt về nhà. Khi về đến nhà, dĩ nhiên là anh ta lăn đùng ra nằm kế bên bà vợ. Và đến sáng, bà vợ rất tức giận. Khi anh ta thức dậy rồi, vẫn còn hơi ngà ngà. Bà vợ rất tức giận, nói, đây là lần cuối tôi sẽ nộp đơn ly dị anh. Anh chồng hỏi, anh làm cái gì chứ, anh có làm gì đâu. Ông chồng nói, anh đã làm gì sai? Bà vợ đáp, tối qua anh lại đến quán rượu Ireland uống một mình, cho đến khi hết biết gì luôn. Người chồng nói, anh đâu có uống. Anh đâu có tới đó, ai nói với em vậy? Anh nằm ngủ kế bên em mà. À, đừng có chối. Ông chủ quán rượu mới gửi chiếc xe lăn của anh về sáng nay đây nè. Chứng cứ của tội phạm.
Có những chuyện vui đã kể rồi, nhưng thôi kệ, bây giờ là năm mới, mình có thể lôi nó ra và cùng cười nữa vì mình uống champagne không cồn. Phải chắc chắn rằng quý vị không uống rượu thật, bởi vậy chúng ta mới có những câu chuyện tếu kia, chỉ là để nhắc nhở quý vị, nhắc khéo. Có một anh chàng ngồi trước nhà, trên ngưỡng cửa, nhìn ngón tay đeo nhẫn cưới. Không phải chiếc nhẫn cưới, nó không còn đó nữa. Nhìn màu da trắng còn hằn lại từ dấu vết của chiếc nhẫn cưới rồi khóc, khóc mãi, khóc mãi. Rồi có một anh chàng kia dừng lại hỏi có chuyện gì, tại sao lại khóc? Anh nói, tôi cảm thấy áy náy quá, tôi cảm thấy thật buồn. Anh kia hỏi tại sao anh lại buồn? Anh này trả lời, tôi thấy buồn bởi vì tôi đã bán chiếc nhẫn cưới rồi. Anh kia hỏi, tại sao anh lại bán chiếc nhẫn cưới đi? Anh này trả lời, tôi bán bởi vì tôi muốn uống rượu, tôi bán để uống rượu. Và tôi thấy buồn lắm, cảm thấy thật tệ. Tôi cứ khóc hoài vì tôi thấy buồn quá. Anh kia nói, vậy à, thôi kệ đi, không sao đâu mà, đã bán mất rồi, tại sao bây giờ còn phải buồn chứ? Nó đã mất rồi. Anh này nói, phải rồi, bởi vậy nên tôi mới buồn. Bởi vì nếu mà còn nhẫn đó thì tôi bây giờ sẽ đem đi bán để mua rượu uống nữa. Người chồng thật tệ. Cảm ơn ta đi, vì quý vị không có người chồng như vậy ở nhà. Có ai có chuyện vui nào không? Chuyện hay đó nha. Kể đi, kể đi. Đầu năm mình kể chuyện vui, nụ cười đầu xuân mà. Đó là tốt nhất. Còn mọi vườn phiền ngốc nghếch mình bỏ lại đằng sau. Dạ. Chúng ta bắt đầu năm mới với những điều tốt thôi. Dạ. Chỉ nghĩ khẳng định. Dạ. Nói khẳng định. Dạ. Tư tưởng khẳng định. Dạ. Làm khẳng định. Dạ. À, phải đó, giúp sư phụ đi. Có một người gốc Anh, người gốc Ireland và người gốc Scotland đang ở sở làm. Cái gì? Hai người Scotland. Dạ không, một người gốc Anh, một người gốc Ireland và một người gốc Scotland. Betty là người gốc Ireland. Betty là người gốc Ireland. Betty là Ireland. Nói tắt chữ Betty. Ồ, hiểu, được rồi, tốt. Rồi, người gốc Anh, người gốc Ireland và người gốc Scotland đang ở sở làm cùng mở hộp cơm ra. Và, có ai biết chuyện này không? Dạ biết, dạ không. Họ không biết, vậy anh kể đi. Một người có bánh mì kẹp phô mai thuần chay. Và anh ấy nói, ngày mai mà thấy bánh mì phô mai thuần chay nữa thì tôi sẽ nhảy lầu. Người kế tiếp mở hộp đồ ăn có bánh mì kẹp ham thuần chay và anh ta nói, nếu ngày mai mà vợ tôi cho như vậy nữa tôi sẽ nhảy lầu. Người gốc Ireland mở hộp đồ ăn có miếng bánh mì kẹp trứng thuần chay và anh ta nói, nếu ngày mai mà có thứ này nữa thì tôi cũng sẽ nhảy lầu. Thế rồi ngày hôm sau họ đều lên trên tòa lầu ở sở làm. Người gốc Anh mở hộp đồ ăn lại là bánh mì kẹp phô mai thuần chay nữa, anh ta nhảy lầu. Anh chàng gốc Scotland lại thấy bánh mì ham thuần chay, anh ta nhảy lầu. Anh gốc Ireland cũng lại có bánh mì trứng thuần chay rồi anh ta cũng nhảy lầu. Sau đó, ba người vợ gặp nhau ở đám tang. Vợ của người gốc Anh quay sang vợ của anh gốc Scotland nói, nếu tôi biết được anh ấy không thích loại bánh mì đó thì tôi đã làm món khác rồi. Vợ của anh người gốc Ireland nói, anh ấy tự mình làm bánh mì mà. Có chuyện cười nào về uống rượu không? Dạ, con biết một chuyện. Được, được. Kể hết mấy chuyện say rượu trước đã. Có mấy anh chàng này uống rượu trên đỉnh tòa nhà Empire State Building. Và họ hòa hợp vui vẻ. Rồi thì anh này quay qua anh kia nói, anh biết không, nếu anh từ trên lầu cao này nhảy xuống, anh sẽ không rơi đâu mà anh sẽ bay bởi vì hơi nóng của thành phố sẽ nâng anh lên cao. Anh kia nói, không, không đúng. Nói bậy, thành phố nóng. Cái gì của thành phố nâng anh lên? Hơi nóng à, hơi nóng, hiểu, hiểu. Từ thành phố. Rồi anh này nói, không, thật đấy, thử đi, tôi sẽ cho anh thấy. Thế là anh này đi ra. Anh ra khỏi tòa nhà rồi anh bay. Anh kia nói, hay quá. Rồi anh này nói, làm thử đi. Rồi anh kia nói, được. Anh kia nhảy ra và rớt xuống. Mấy người khác trong quán đang ngồi đó, họ quay sang nhau nói, biết không, siêu nhân nhiều khi thật sự chơi hiểm khi anh ta sai. Ngạch ngợm hả? Dạ, khi anh ta sai. Vậy thì người nhảy đó là siêu nhân hả? Dạ. À, chà, có ai muốn là siêu nhân không? Đừng có dạ dột nha. Ôi chào ơi, sao yên lặng quá vậy? À, kể đi.
Chuyện vui luôn được hoan nghênh. Có người kia trong quán rượu đi ra lúc 2 giờ sáng. Anh ta đang đi, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng. Rồi anh ta mới đứng lép vào vách tường bên lề đường. Người bạn từ phía sau đi tới hỏi, anh đang làm gì đó vậy? Tôi đang chờ cho nhà của tôi đi ngang, để tôi đi vô. Cái gì, cái gì? Tôi đang chờ cái nhà tôi đi ngang qua để tôi đi vô. Trời ơi. Hết chuyện vui rồi hả? Đó, bên kia. Phải chắc chắn là hay nha. Mở cửa ra một chút đi, nhưng mình sẽ quá ồn cho hàng xóm, phải không? Dạ không sao, năm mới mà. À, năm mới. Có hai anh chàng đang nói chuyện về quà cáp họ mua cho bà xã. Cái gì? Những món quà, mà họ mua cho bà xã, quà Giáng sinh. Người này nói, tôi đã mua cho vợ tôi một chiếc nhẫn kim cương. Người kia nói, tôi chắc là bà không thích nhẫn kim cương đâu. Tôi chắc là bà muốn xe Jeep. Người kia mới nói, xe Jeep giả mua ở đâu vậy? Chuyện này hay. Xe Jeep giả, bởi vì chiếc nhẫn kim cương đó cũng giả. Hiểu không? Vậy anh ta mua cho bà vợ chiếc nhẫn giả. Nhưng người kia nói, bà muốn xe Jeep. Anh này nói, nhưng xe Jeep giả, tôi làm sao kiếm được? Chuyện cười hay. Còn ai nữa? À, được, kể đi. Chuyện cười Ireland nữa thưa sư phụ. À, được. Anh quản đốc công trình xây dựng đăng bản mướn người. Cần người khéo tay. Phải có tay nghề giỏi. Thế là một người gốc Ireland xuất hiện. Betty là công nhân phải không? Người gốc Ireland này ạ. Người quán đốc hỏi anh gốc Ireland biết xài búa không? Anh nọ trả lời không. Người quán đốc hỏi biết cưa không? Anh nọ trả lời không. Thay bóng đèn được chứ? Không. Còn pha trà? Không. Anh quản đốc hỏi về anh xin việc người khéo tay làm gì? Anh nọ nói dạ thưa ông, tôi tiện tay lắm, tôi ở quanh đây mà. Phải, phải, khá tiện tay, tiện lợi. À, đây, được. Anh ngữ của con không khá lắm, nhưng con sẽ ráng. Đây là chuyện cười Trung Quốc. Chuyện cười Trung Quốc. Không ai hiểu tiếng Hoa hết. Con sẽ thông dịch. Con sẽ ráng nói tiếng Anh. À, vậy tốt hơn. Hồi đó, lâu lắm rồi, người Trung Quốc để tóc dài, kể cả phái nam. Đúng. Rồi một người đến khách sạn. Thật ra cũng không phải là khách sạn mà như là rất đơn giản quán trọ, nhưng con không biết dịch ra sao. Giống như là nhà trọ, khách sạn nhỏ. Không quan trọng, anh ta ngủ trong quán trọ đó. À, rồi có người muốn chơi khăm, nên cạo trọc đầu anh ta. Cạo hết tóc. Khi anh ta ngủ, họ cạo trọc anh ta. Rồi, dạ. Rồi họ để một cái gương trên bàn. Sáng ra, anh ta thức dậy, không nhận ra mình. Anh ta la toáng lên. Trời ơi, tôi đâu rồi? Trước đó anh ta còn tóc. Bây giờ tóc anh mất rồi, nên anh không nhận ra chính mình nữa. Anh ta nói, tôi mất tôi rồi. Được rồi. Tiếng Trung Hoa nói là tôi không thấy tôi đâu hết. Được. Tôi đâu mất rồi. Nghĩa là tôi không thấy tôi ở đâu cả. Tôi không thấy tôi ở đâu nữa cả. Rồi kế tiếp còn ai nữa? Chúng ta có rất nhiều chuyện cười, chỉ là mình quên thôi. Dạ, à, lần tới đi đến nơi họp mặt này, hãy đem theo nhiều chuyện cười nhé. Ghi ra để không quên. Còn thử kể một chuyện nữa. Gương thần. À, thử chuyện nữa đi. Kể đi. Ở Trung Quốc, như quê nhà con, nhiều người sống ở nơi thôn giả, như trên núi, gần chân núi. Có người gọi họ là không văn minh. À phải, như là người rừng. Dạ đúng, giống vậy ạ. Ngày kia có một người chặt củi rừng để bán cho người ta, để đốt. Anh ta bán củi đốt, anh ta là tiểu phu. Dạ, rồi anh ta lấy tiền mua một cái gương, đem về nhà. Một cái gương, dạ, một cái gương. Một cái gương rất nhỏ. Bởi vì anh ta chưa thấy gương bao giờ. Có gì trong gương? Anh không biết. Anh ta cầm gương lên và nói, ô, buồn cười quá, trong đó có một khuôn mặt giống hệt như mình. Khi mình cười, nó cũng cười.
Khi mình là mặt hề, nó cũng là mặt hề. Anh ta rất hiếu kỳ. Anh nghĩ đó là một cái gì thần kỳ. Hay gì đó. Nên anh giữ cho riêng mình. Rồi mỗi ngày anh ta về nhà, anh cất nó trong ngăn tủ, khóa lại trong đó. Một ngày nọ, vợ của anh nghĩ, tại sao lúc này ổng về nhà lại khác hơn mọi ngày, lúc nào ổng cũng bí mật. Đi đến bên ngăn tủ, lấy gì đó ra rồi mỉm cười. Rồi cười to và làm đủ thứ trò. Vợ anh nghĩ là anh có lẽ có vợ lẽ ngoài hôn nhân. Giận quá, anh đến đó. Cô vợ đến đó. À, cô vợ đến đó để kiểm tra thử trong ngăn tủ. Dạ, kiểm tra ngăn tủ và lấy gương ra. Cô vợ lấy gương ra và nói, ôi trời ơi, ông thật sự có vợ lẽ, giống y hệt như mình. Anh ta có một phụ nữ khác y hệt mình. Cô vợ khóc lóc với mẹ chồng. Rồi bà mẹ chồng nói, có phải không? Họ chưa hề cãi nhau. Vợ chồng thân nhau lắm mà. Vợ chồng họ thuận hòa, cặp vợ chồng tốt. Có lẽ con ta ngộ đạo. Trước giờ nó không bao giờ làm chuyện này. Nó không thể nào có vợ lẽ. Chắc tự mình phải đi kiểm tra coi chuyện gì đây. Rồi bà mở ngăn tủ và lấy cái gương ra. Ôi trời, một bà lão gần 80 tuổi. Bà ta nghĩ, ôi, con mình tìm một đứa trẻ hơn thì còn được. Chứ có vợ lẽ mà bằng tuổi mình thì sao được. Chắc con mình điên rồi. Rồi bà liện cái gương làm vỡ tan tành. Vỡ tan. Quý vị hiểu không? Dạ hiểu. Chuyện hay, 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 hay lắm. Rất hay. Ở phía sau đó. Có bánh thuần chay của đồng tư từ Houston. Họ làm bánh thuần chay để mừng năm mới ạ. Cái gì? Bánh thuần chay từ Houston. Chúng ta ăn được không? Cảm ơn Houston. Ngon, ngon. Chúng ta không ăn được mà họ lại cho mình coi. Ác quá ha. Đúng là chuyện cười đầu năm mà. Cảm ơn. Được rồi, còn gì nữa? Hãy che lại, không thì mọi người đói nữa. Quý vị đói nữa à? Dùng thêm bánh thần chai. Dạ, sao không? Đây, chia nhau, chia nhau. Một túi chia cho mọi người, chia ra, chia nhau. Như mở ra và chia nhau, tập chia sẻ. Chà, đây. Tôi biết quý vị có thể sống chết vì đồ ăn gia trì, nhưng hãy tập chia sẻ đồ gia trì. Việc đó khó nhất. Tập làm điều không thể làm được. Chia sẻ đồ gia trì. Cứ mở ra, mỗi người lấy một cái, đại khái vậy. Đây, còn nữa không? Đâu? Dạ, ở đây ạ. Ở đó, ở đây. Ở đây, sư phụ. Ở đó, sư phụ. Chia nhau, mỗi người một cái. Đây là cho trên lầu và trong nhà xe. Mọi người lấy một bao rồi mở ra. Mỗi người lấy một chút. Đó là cách mình làm trong gia đình. À, như vậy đó, một miếng, hai miếng cho vui thôi. Chuyện cười đó hay. Quý vị hiểu phải không? Có ai không hiểu không? Tất cả đều hiểu hả? Dạ, con không hiểu. Cô không hiểu. Đơn giản vậy mà. Có một anh tiều phu kia. Dạ, anh ta lấy củi trong rừng để bán trong thành phố. Rồi anh chưa bao giờ thấy cái gương. Rồi anh thấy cái gương, nhìn thấy cái mặt buồn cười trong đó. Nên anh ta mua một cái đem về nhà. Anh nói, ồ, ngươi buồn cười quá. Lúc ta cười thì ngươi cười. Lúc ta làm mặt hề thì ngươi cũng làm mặt hề. Được, ta sẽ giữ ngươi. Dạ, rồi anh ta giữ cái gương đó bỏ vào ngăn tủ. Mỗi ngày đi làm về, anh lấy gương ra và làm trò đủ thứ. Vợ anh quan sát, nghĩ bụng. Ồ, chắc chồng mình có chuyện không ổn, chắc là có bà nào khác hay gì đây. Bởi vậy, ông cứ vô đó hoài. Rồi cô đợi tới khi chồng đi làm. Cô đi vô ngăn tủ, lấy cái gương.
đem ra nói rằng, trời ơi, nếu ổng có vợ khác thì tại sao lại chọn người giống y hệt như mình vậy? Cô ta khóc lóc, khóc ròng và kể với mẹ chồng. Và mẹ chồng nghĩ, ồ, hai đứa nó hạnh phúc mà, không thể nào mà nó có vợ lẽ được, chắc phải có gì không đúng đây. Có thể là nó theo sư phụ Thanh Hải hay gì đây. Rồi trở nên vui vẻ không chừng. Thế là bà mẹ chồng đi vô ngăn tủ xem thử có gì trong đó. Có thể là một quyển bí quyết tức khắc khai ngộ hay gì đó. Rồi bà mở ngăn tủ ra thấy cái gương. Bà nhìn vào gương nói, trời ơi, sao nó lại có một bà lão 80 tuổi vậy nè. Thế là bà ta ném cái gương xuống đất, vỡ tan tành, hết chuyện. Dạ, giờ con hiểu rồi. Có ai cần dịch sang tiếng Hy Lạp không? Còn gì nữa không, cưng? Còn chuyện cười nào nữa không? Tôi có nhiều chuyện cười nhưng kể quý vị nghe hết rồi, không còn nữa. Cô có chuyện cười hả? Tuyệt, Miro đâu, quý vị ai cũng trông như vua và nữ hoàng. Thực ra không phải là chuyện cười mà chỉ là có ai đoán được loại dưa nào không mọc trên mặt đất không à? Loại dưa nào không mọc trên mặt đất à? Đó là loại dưa nước. Tôi đoán vậy, phải không? Thông minh quá. Aloha. Aloha. Ok. Chuyện cười này quý vị biết rồi, nhưng tôi kể lại. Có một người Đức đi tuốt sang Hawaii nghỉ mát. Từ trên phi cơ bước xuống, ông thấy một người bản xứ. Trông như bản xứ, ông nói, thưa, ông sống ở đây phải không? Ông kia nói, phải, phải, tôi sinh ra đây. À, vậy là ông là người bản xứ. Hân hạnh được biết ông. Ông người Đức nói, xin lỗi, nhưng người ta cứ nói với tôi đây là Hawaii. Vậy Hawaii hay là Hawaii? Quý vị biết rồi hả? Người bản xứ kia trả lời, dĩ nhiên là Hawaii rồi. Ông người Đức nói, ồ, cảm ơn nhiều lắm. Tôi đánh vần sai hoài. Dù gì cũng cảm ơn ông. Bây giờ tôi biết rồi. Đọc là Hawaii, phải không? Ông kia mới nói, ờ, Hawaii, cảm ơn ông. Rồi người kia nói, không có vì. Biết chuyện cười đó rồi hả? Một số vị biết, phải không? Một số vị không biết. Dạ không. Vậy tôi có thể kể chuyện cười hoài. Có một cậu bé kia đi gặp bạn, bạn nam. Rồi cậu nghe thấy tiếng đùng đùng ầm trên lầu rất là lớn. Cậu hỏi bạn mình, ê, John, có chuyện gì trên kia vậy? John nói, à, đâu có gì đâu. Chuyện thường mà. Cậu bạn nói, cậu nói thường nghĩa là sao? Sao lớn tiếng thế? John nói, đó chỉ là mẹ tớ đang lo quần áo của bố tớ trên sàn nhà. Cậu hỏi, nhưng tại sao nếu chỉ là bộ quần áo thì sao ồn quá vậy? Cho nói, vì bố tớ trong đó. Mấy người trong nhà xe có rồi hả? Dạ. Chia nhau ngọt lắm. Ăn một mình á. Không hết đâu, chia nhau đi. Ngọt quá, sẽ bệnh đó. Dạ, xin cảm ơn sư phụ. Còn chuyện cười nữa không? Dạ, có ở đây. À, chuyện cười. Có ba anh sinh viên khoa học và ba sinh viên nghệ thuật muốn về nhà cuối tuần. Họ đang đứng ở cửa sổ của trạm xe lửa. Ba anh sinh viên nghệ thuật mua ba vé, mỗi người một vé, nhưng mấy anh sinh viên khoa học chỉ mua một vé thôi. Cho cả ba người? Dạ. Nên ba người kia thắc mắc không biết mấy anh này tính gì đây. Khi lên xe lửa rồi, mấy anh sinh viên khoa học chạy vô nhà vệ sinh, cả ba trốn trong đó. Khoảng nửa tiếng sau, người soát vé đi xuống, gõ cửa nhà vệ sinh nói, xin cho xem vé. Họ luồn vé dưới phía cửa, một vé. Anh ta đóng dấu rồi trả lại. Thế là cả ba người được đi miễn phí. Cuối tuần sau, họ lại gặp nhau ở cửa sổ trạm xe nữa. Ba sinh viên nghệ thuật và ba sinh viên khoa học. Ba sinh viên nghệ thuật chỉ mua một vé thôi. Ba sinh viên khoa học không mua vé nào cả. Họ lên xe lửa nữa. Ba sinh viên nghệ thuật chạy vào nhà vệ sinh. Khoảng nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa. Một sinh viên khoa học nói, xin cho xem vé. Ôi trời ơi, họ lấy vé của ba anh kia. Trời ơi, chuyện hay, chuyện hay.
Very good. Next one. Rất hay. Người kế có ai không? Con biết nhiều lắm nhưng để con nhớ từ từ. Được, tôi nghĩ tôi đã kể quý vị hết mấy chuyện cười mà tôi biết rồi, nhưng tôi có vài chuyện nữa, chỉ là không mang theo đây. Nhân tiện nói về xe lửa, có một ông lão đi xe lửa. Ông ngồi trên xe, sau đó một thanh niên đi vô, hỏi ông lão. Anh này trẻ lắm, khoảng 20 tuổi à. Hỏi, thưa ông, xin hỏi ông mấy giờ rồi? Ông lão lờ đi, không nói gì cả. Anh thanh niên hỏi nữa, rất lịch sự, thưa cụ, xin lỗi cụ, xin cho cháu biết mấy giờ rồi. Ông già giấu cái đồng hồ đi. Anh thanh niên tiếp tục hỏi, thưa cụ, con chỉ muốn hỏi mấy giờ thôi, cụ có đồng hồ, xin cho con biết. Ông già nói không. Thế vậy, người đàn ông bên cạnh, ngồi cạnh ông lão, cảm thấy hơi bực mình, nói, tiếc là tôi không có đồng hồ, bằng không tôi đã nói cho anh thanh niên đáng thương này biết mấy giờ rồi. Ý tôi là, sao ông kỳ cục, anh ta chỉ hỏi giờ thôi mà, ông không trả lời thanh niên đáng thương này được sao? Ông già đáp, không, tôi sẽ không cho anh ta biết đâu. Người kia hỏi, tại sao vậy, anh ta đã làm gì ông? Chẳng làm gì cả, chưa đâu. Người kia hỏi, ông nói chưa đâu nghĩa là sao? Thế này, bây giờ hắn hỏi giờ, lát nữa hắn sẽ hỏi tôi làm nghề gì, rồi sau đó hỏi nhà tôi đâu, rồi sau đó nữa sẽ hỏi tôi có bao nhiêu tiền, rồi hắn sẽ hỏi tiếp tôi có mấy đứa con gái, rồi cuối cùng sẽ muốn cưới con gái tôi. Tôi sẽ không cho con gái tôi lấy thứ đàn ông đó đâu. Người gì mà đến cái đồng hồ cũng không có. Lo lắng quá. Lo xa quá. Không còn chuyện cười nữa thì tôi sẽ kể chuyện cười của tôi. Được, kể đi. Xin sư phụ kể trước, con sẽ nhớ lại. Không, kể đi. Con nhớ rồi. Anh nhớ rồi mà. Con vừa mới nhớ ra. Con không biết chức vụ trong quân đội. Có một ông đại quý và một anh lính trẻ. Ông đại quý thật sự mắng và đánh một anh lính. Xong rồi ông nói với anh lính, tôi chắc chắn là khi anh rời khỏi quân đội, anh sẽ muốn nhảy lên nhảy xuống trên nấm mộ của tôi. Anh lính kia nói với ông, không đâu. Sau khi rời quân đội, tôi hứa với mình là sẽ không bao giờ xếp hàng nữa đâu. Nghĩa là rất nhiều người sẽ nhảy. À, chuyện cười đó hay, hay. Tôi có một chuyện cười nữa, quý vị nhắc tôi nhớ tới. Có một anh lính mới nhập ngũ. Cho nên, anh ta rất hãnh diện trong bộ quân phục. Anh chụp hình đủ thứ, rồi gửi về cho bà nội của anh, nói rằng, nội ơi, chúc mừng cháu đi. Bây giờ cháu là lính rồi, chỉ 13 cấp nữa là cháu sẽ thành thiếu tá. Đại úy hoặc gì đó, 13 cấp nữa. Vì biết là bao lâu, tôi thì không biết. Thôi được. Con mới nhớ ra chuyện, hai chuyện cười. À, hai chuyện cười, kể đi. Một chuyện cũng về xe rượu. À, có một anh chàng hơi gầy, ngồi ở quầy rượu, đang khóc nước mắt đầm đìa, trông thật sự thiểu não. Và rồi, à không, anh ta không khóc, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn vào nửa lít rượu này. Rồi có anh chàng to con, chuyên bắt nạt đi vô. Anh to con đẩy anh gầy qua một bên, rồi chộp lấy nửa lít rượu của anh gầy và tu một hơi hết sạch, rồi đặt chai không xuống. Anh ta uống rượu của anh chàng gầy, dạ uống hết, bắt nạt anh chàng này. Anh ta uống của anh chàng này, rồi ngồi lặng lẽ đó hả? Dạ uống rượu của anh chàng gầy. Anh chàng gầy trong cuống cuồng và bắt đầu. Cho nên anh chàng to con nói, ôi xin lỗi nhé. Thôi không có ý làm anh buồn đến thế. Nói tôi nghe. Có chuyện gì vậy? Anh chàng gầy nói, ôi sáng nay vợ tôi bỏ tôi mà đi. Trên đường tới quán rượu này tôi bị tai nạn. Rồi phát hiện ra tôi bị ung thư. Giờ tôi đang cố tự tử. Thì anh uống mất rượu của tôi rồi. Rượu độc của tôi. Mà tôi cũng không thể. Ồ, hiểu rồi. Anh lấy mất rượu độc của tôi. Dạ đúng vậy. Hiểu rồi. Ôi chào, chuyện cười hay đó. Nhưng buồn. Con còn một chuyện nữa. Tốt, chuyện Ireland. Nhưng cũng hay. Kể đi. Có một anh chàng Ireland nọ, có hai người em trai. Họ đi Hoa Kỳ. Mỗi lần uống rượu, anh ta mua 3 ly.
Anh ta uống hết. Người hầu rượu hỏi, này, có chuyện gì vậy? Sao anh mua ba ly cùng lúc? Anh chàng nói, à, đây là để nhắc tôi về hai đứa em trai, tôi uống giùm mỗi đứa một ly. Chuyện là vậy. Mỗi ngày anh ta đều uống như vậy mấy tháng liền. Một hôm, anh đi vô chỉ mua hai ly thôi. Nên người hầu rượu khoác vai anh ta nói, này, có sao không? Ở nhà mọi chuyện ổn chứ? Anh chàng nói, ổn, em tôi không sao hết. Chỉ là tôi bỏ uống rượu mà thôi. Hai người em vẫn còn uống. Thật dễ thương. Tôi cũng vừa nhớ ra một chuyện. Quên rồi. À, tương tự vậy. Có một bà kia, tôi nghĩ là từ một bộ phim, không biết phim gì, một phụ nữ người to chắc nịch đi vào quán ăn. Thấy quán có món gì cũng ăn. Ăn gà tây thuần chay, bít tết thuần chay, sườn thuần chay, bánh phô mai thuần chay, có hai lớp kem thuần chay. Và rồi sau đó gọi nước trà. Anh phục vụ hỏi, thưa bà, dùng mấy gói không đường? Bà ấy nói không, không đường, tôi đang ăn kiêng. Tương tự. Cái chuyện cười vui ha, còn nữa không? Anh có nhiều chuyện cười, dạ con đang từ từ nhớ ra. Con cần vài người kế tiếp nữa thì con sẽ nhớ. Quý vị có nghe chuyện cười về khu rừng với voi và rùa chưa? Chưa hả? Dạ chưa, có thể quý vị nghe rồi nhưng không sao. Có người chưa nghe thì cười giùm cho mấy người kia. Những người khác chỉ há miệng ra, giả cười theo. Để lắp vào chỗ trống. Trong khu rừng nọ, có lần trời hạn hán trầm trọng, lâu lắm rồi mà không có mưa. Nhiều người thân động vật bắt đầu chết, không có thức ăn, nên các sư tử, chú sừng lâm tập hợp tất cả thần dân muôn thú lại và nói chúng ta phải làm gì đó chứ không thì sẽ chết hết ở đây. Thế là chim cú thông thái đề nghị rằng mọi người kể chuyện cười, phải thật buồn cười. Phải làm tất cả người thân động vật trong rừng cười. Nếu có một người thân động vật không cười, thì người kể phải bị ăn thịt. Khó, nhưng không còn cách nào khác. Cho nên thôi, hãy làm vậy. Họ nói dù sao, không làm vậy chúng ta cũng sẽ chết hết. Vậy thì thà chết mà hy sinh cho nhau. Suy nghĩ hay. Thế là anh voi. Kể chuyện cười trước, rất rất là buồn cười, ai cũng cười. Cười lăn ra đất, mấy chú khỉ trên cây rớt xuống, cá nhảy lên bờ. Ai cũng cười quá chừng ngoại trừ chú rùa. Không cười. Ai cũng cảm thấy tội cho voi. Vì câu chuyện vui quá chừng. Nhưng luật là luật nên ai cũng phải ăn thịt voi. Rồi, ăn xong voi. Kế tiếp, đến phiền hưu cao cổ kể chuyện cười. Và chuyện cười buồn cười ơi là buồn cười. Mọi người cười lăn, cười bò. Mấy chú khỉ trên cây lại rơi xuống đất. Và anh hổ lăn ra cười như chết. Cười đứt hơi luôn. Ai cũng cười quá chừng ngoại trừ chú rùa. Không cười. Ôi, tiếc quá. Ai cũng thấy thương xót, nhưng luật là luật. Thế là họ ăn thịt hươu cao cổ. Rồi cứ như thế, tiếp tục. Cho tới khi tất cả chết hết. Còn lại chú khỉ, quá sợ hãi. Chú đi ra và cứ nhìn chú rùa. Chú không nói được một lời. Sợ quá. Rồi bỗng nhiên mọi người nghe tiếng chú rùa cười. Câu chuyện anh voi kể buồn cười quá. Quý vị hiểu chứ hả? Biết chuyện cười đó ha? Nghe chuyện đó rồi phải không? Nên quý vị làm việc gì thì làm cho lẹ. Cha ơi, có thể mất mạng người biết không? Tôi nghĩ đã kể chuyện đó rồi ở Hungary. Kể rồi hả? Dạ rồi, vẫn còn buồn cười ạ, vẫn buồn cười, giờ còn buồn cười hơn nữa. Con có nghe trong đĩa CD? Đĩa CD, vậy thì quên đi. Dạ, rất hay ạ, còn một truyền cười nữa về thỏ. Có một chú thỏ và một chú rùa sống chung với nhau, quý vị nghe chuyện đó chưa? Tôi cũng kể rồi. Dạ, chưa.
Chưa hả? Đĩa CD không nhớ à? CD? À, giả bộ không nhớ đi. Tốt, tốt. Rùa và thỏ sống cạnh nhau. Một ngày nọ, thỏ bị nhức đầu. Không biết. Biết. Dạ, con không biết. Không biết. Chỉ có hai người biết thôi. Một người biết. Chú thỏ rên. Chú rùa đi tới hỏi, có chuyện gì vậy anh thỏ? Có vấn đề gì? Thỏ nói, anh biết không, hôm qua tôi tiệc tùng nhiều quá bị say rượu. Đầu căng lên nhức quá. Ồ, anh có thể đi đến tiệm thuốc mua cho tôi vài viên aspirin được không? Chú rùa nói, được chứ. Tôi làm bất cứ gì để giúp anh, dĩ nhiên là tôi sẽ đi, tôi sẽ đi. Rồi chú rùa đi. 3 tiếng sau, chú thỏ càng nhức đầu hơn, càng lúc càng tệ hơn nữa. Ôi, có con rùa kia đâu rồi? Nhờ mua có viên aspirin thôi mà lâu lơ, lâu lắc. Hắn làm gì vậy chứ? Lâu gì mà lâu dữ vậy? Đầu mình càng lúc càng nhức. Ôi trời ơi, cái con rùa đó đi đâu mất rồi? Ôi. Nửa tiếng sau, chú thỏ nghe từ phòng bên cạnh, tiếng chú rùa từ phòng bên vọng qua nói, anh nói xấu tôi nha, giờ tôi sẽ không đi mua nữa. Chuyện cười, cô ấy có chuyện cười ạ. Cô có chuyện cười, được, tiếng Hoa hay tiếng Anh? Dạ tiếng Anh ạ, tốt. Phía sau xe Land Rover lúc nào cũng có một bánh xe dự phòng, viết là 4x4. À, bánh xe 4x4. Người chủ vừa mới mua chiếc xe. Đó là xe mới và ngày hôm sau có người ghi bên cạnh là bằng 16. 4x4 rồi viết bằng 16. Trên bánh xe Land Rover dự phòng. Dạ, đó là chiếc xe mới. Thế nên người chủ xe ráng lấy sơn, xóa đi để xe được sạch và đẹp. Nhưng rồi hôm sau, lại xảy ra nữa. Lại nữa. Rồi chủ xe có một ý kiến hay. Ông dùng sơn loại tốt, sơn bằng 16. Vừa sạch vừa đẹp. Sau đó ông nghĩ, đã giải quyết được vấn đề. Nhưng ngày kế, ông thấy trên xe, cạnh chỗ mới sơn có đánh dấu kiểm đúng. Anh đúng rồi, hả? Dạ, hay hay. Dạ đúng, điều đó nhắc tôi nhớ một chuyện cười khác. Có một anh chàng kia đậu một chiếc xe bình thường trong bãi đậu xe. Anh đặt tấm bìa cứng bên ngoài, viết trong xe không có gì đáng giá. Quý vị biết rồi, phải không? Mọi người đều biết hả? Dạ không. Rồi, để người ta đừng có đập kính xe. Tấm bìa cứng ghi, trong xe tôi không có gì thật sự có giá trị. Khi anh ta trở lại, xe bị đập vỡ kính, mọi thứ bị bới tung lên từ trong ra ngoài. Anh than, trời ơi, sao vậy? Mình đã viết trên tấm bảng là không gì có giá trị. Sao còn có người cố quấy rầy đập kính xe mình? Rồi anh ta nhìn vào trong hộp xe, bên trong có một tờ giấy viết là tụi tao chỉ kiểm tra coi mày có nói thật không? Rồi, chuyện cười nào nữa? Có không? Còn ai không? Có ai trên lầu? Hay là trong nhà xe có chuyện cười không? Con mắc cỡ thưa sư phụ. Mắc cỡ, tôi cũng mắc cỡ. Nhưng chúng ta là người nhà mà. Dạ đúng. Gia đình cả, có không? Dạ không. Không à? Ồ, tệ quá. Thôi được. Con có một chuyện về xe rượu và hôn nhân. Về cái gì gia đình? Dạ, xe rượu và hôn nhân ạ. Kể đi. Câu chuyện nói về một người say xỉn đi về nhà. Sáng hôm sau, ông thức dậy. Thấy bà vợ đã chuẩn bị sẵn bữa điểm tâm rất ngon lành cho ông. Trước đó, mỗi lần xe rượu đi về nhà, sáng hôm sau, ông đều bị vợ la mắng và làm mặt giận. Nên ông hoang mang và quý vị hiểu không? Dạ không. Rồi như vậy bà vợ lúc nào cũng la rầy ông chồng mỗi khi ông xe rượu về nhà. Nhưng lần này khi xe rượu, sáng hôm sau thức dậy, ông thấy được một bữa ăn ngon lành ở trên bàn. Nên ông hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế rồi ông hỏi đứa con trai, đêm qua cha đã làm gì? Đứa con đáp, đêm qua khi mẹ thay quần áo cho cha, cha nói, tránh ra, tôi có vợ rồi.
Tránh ra, tôi có vợ rồi. Khi xe rượu, ông ta nói như vậy. Khi bà vợ thay quần áo cho ông. Lúc đó ông đang say mà nói tránh ra, tôi có vợ rồi. Thành ra bà vợ mới vui. Ý kiến hay. Được rồi, hay lắm. Vì người ta nghĩ rằng khi xe rượu, họ nói sự thật. Nên bà vợ vui khi thấy ông chung thủy. Chuyện là như vậy, được rồi. Có lẽ ông ta không sai lắm ạ. Có thể, đâu biết được. Ông đâu có nói tôi biết. Giả bộ hả? Ông ta giả bộ. Người nào nữa? Được rồi, tốt. Con có một chuyện. Chúng ta đi về chưa? Dạ, chúng con có một chuyện nữa. Rất ngắn à. Được rồi. Không sao, cứ kể dài ra. Con nghe nói Winston Churchill không phải là một người tốt lắm. Một hôm, có một người phụ nữ nói với ông, thưa ông, nếu tôi là vợ ông, tôi sẽ cho ông uống thuốc độc. Thế là ông nói, nếu bà là vợ tôi, thì tôi sẽ uống. Ôi chào, chào ơi. Trời ơi, ông ta ác quá, hay quá. Khi nãy lúc tôi kể, quý vị đâu có vỗ tay như thế đâu. Kể đi. Có một chú chó Colombia vào rừng với chủ của mình rồi chú đi lạc. Lúc này có một con báo sắp sửa ăn thịt chú chó. Chú chó nói trời ơi, mình phải làm sao bây giờ? Chú chó nhỏ thôi. Khi chú chó thấy con báo sắp tấn công mình, chú chó bắt đầu liếm móng chân và nói, con báo mình vừa ăn thật là ngon. Thế rồi con báo nói, ôi trời ơi, con chó đó thật nguy hiểm. Rồi con báo bỏ đi. Nãy giờ chú khỉ đã quan sát chú chó nên đi tới bên con báo kia nói, anh báo ngu khờ, anh vừa bị chó đánh lừa rồi. Con báo nói, tại sao? Tôi đã nhìn thấy mọi việc. Nó không bao giờ ăn thịt con báo nào cả. Đó chỉ là bộ xương của một chú thú khác thôi. Báo nói, được rồi, chứng minh đi. Vậy chúng ta hãy cùng đi đến đó. Chú chó đang cố gắng hết sức để tìm đường tẩu thoát, nhưng không có cách nào. Rồi chú chó lại trông thấy con báo, lần này đi cùng với con khỉ. Chú chó nói, trời, con khỉ đó. Con báo nói, được rồi, ngươi hãy ở đây, bây giờ ta sẽ ăn chú chó kia. Chú chó tuyệt vọng nói, Thượng Đế ơi, xin Ngài khai sáng cho con. Chú chó nói, à, có cách rồi. Rồi chú chó đi tới, nói, tên khỉ ngu dốt kia sao đem con báo khác tới đây mà lâu quá vậy? Có vấn đề gì vậy? Đem cái gì? Khỉ ngu dốt gì? Ta cử tên khỉ ngu dốt đem con báo tới đây mà sao lâu quá? Con vừa mới dịch cho ngài, thưa sư phụ, con xin lỗi. Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi. Quý vị hiểu chứ? Dạ, có một chuyện nữa đây. Quý vị không hiểu hả? Bởi vì con báo trở lại cùng với chú khỉ. Nên chú chó hết sức cố gắng nói, ồ, tên khỉ ngu dốt kia, sao đem con báo này về lâu quá vậy? Con báo thứ hai, giống như là chú chó phái chú khỉ đi mang con báo về cho chú ăn thịt. Ha ha, xin cảm ơn sư phụ. Hay, hay lắm. Con cần thêm chút sâm banh không cồn. Thấy mấy ngón tay rồi. Nói đi. Có ba anh chàng kia và anh đàn mẹ quê cùng hai người bạn. Họ đang trong sa mạc và họ tìm thấy một cây đèn. Và anh đàn mẹ quê nói, mình phải xoa cây đèn này. Biết đâu có thần đèn trong đó. Phải làm gì? Ồ, xoa cây đèn. Dạ, rồi họ xoa cây đèn. Xoa, xoa, bỗng nhiên, bùm, thần đèn hiện ra. Thần đèn nói, ta sẽ ban cho mỗi người một điều ước. Chỉ một điều ước thôi. Rồi một người bạn của Van der Merwe nói, à, tôi chỉ muốn nước. Chỉ chút nước để người tôi dịu mát dưới sức nóng của mặt trời này. Thằng đèn nói, xin tuân lệnh theo ước muốn của anh. Thế là, bùm, nước hiện ra. Anh ta vui sướng uống nước và cảm thấy mát mẻ. Người bạn kia của Van der Merwe nói, à, tôi chỉ ước có một cái quạt. Để quạt cho tôi dịu mát, như vậy tốt hơn, dưới sức nóng của mặt trời. Thần đèn nói, xin tuân lệnh theo ước muốn của anh. Thế là, bùm, cái quạt hiện ra. Anh ta lấy nó quạt cho mình và rất là vui sướng. Còn Van der Merwe ngồi đó đắn đo suy nghĩ, mình ước gì đây? Người bạn thứ ba, dạ. À. Rồi anh ta nói, à, biết rồi. Anh nói, xin lỗi, xin cho tôi cửa xe hơi. Thằng đèn nhìn anh ta, lắc đầu, nói,
Xin tuân lệnh theo ước muốn của anh. Thế là bùm, anh ta có được cửa xe. Rồi người kia hỏi cửa xe. Một người có nước, một người có, sao anh lại muốn cửa xe? Nên họ đi đến bên cạnh Van Der Merwe nói, Van Der Merwe, sao anh lại muốn cửa xe trong khi anh có thể ước muốn bất cứ thứ gì khác? Van Der Merwe nói, khi nào nóng quá thì chỉ cần quay cửa kính xuống. Được rồi, hay hay. Trong khi chờ, ta kể chuyện cười. Cô ta nhắc tôi nhớ ra, có một người kia tìm thấy cây đèn. Rồi xoa, 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 ông thần đèn hiện ra. Thưa chủ nhân, tôi làm gì cho ngài đây? Thần đèn to lớn và đầy lực lượng, được kêu bằng chủ nhân, nói, à, dĩ nhiên là ta muốn cái gì tốt, nhưng ta được mấy điều ước. Thần đèn nói, ngài chỉ được một điều ước thôi. Vậy để ta nghĩ xem, để ta nghĩ xem. Người đó suy nghĩ một hồi rồi nói, ồ, biết sao không? Ngày nào ta cũng phải lái xe rất xa để băng qua sông, để tìm đường băng qua sông. Sao không làm một cái cầu cho ta nhỉ? Thế thì ta không cần phải lái xe đi xa. Quý vị biết chuyện cười này rồi hả? Không sao. Rồi thằng đèn nhìn con sông, vừa lớn vừa rộng, rồi nói, ôi trời ơi, khó lắm. Phải mất 10 năm mới làm xong. Người đàn ông nói, thôi được, nếu khó thì hãy làm cho ta hiểu được bà vợ ta vậy. Thằng đèn nói, thôi được rồi, ông muốn chiếc cầu màu gì? Quý vị biết chuyện cười này ha, nó có trên mạng internet. Gì nữa? Ta nghĩ đã trễ rồi, chúng ta về nhà chứ hả? Gia đình? Dạ không. Không à? Dạ không. Gia đình không chờ đợi quý vị sao? Dạ không. Gia đình con ở đây. Tôi biết, ta lo là gia đình quý vị có thể nghĩ quý vị cần phải về nhà. Dạ, đây là gia đình chúng con à. Quý vị ổn chứ? Dạ ổn. Được rồi, trời nóng hả? Mở cửa ra sẽ đỡ hơn. Con xin kể một chuyện cười. Kể chuyện cười, rốt cuộc cũng nói. Rùa lên tiếng, anh im lặng quá. Một cảnh sát nọ lái xe đi tuần tra, nhìn thấy một chiếc xe lạng lách trên đường, nên ông chặn chiếc xe đó lại. Ông nhìn vào trong xe thì thấy có một linh mục. Cảnh sát hỏi, ông uống rượu hay là sao vậy? Ông linh mục nói, đâu có, đâu có. Từ nãy giờ tôi chỉ uống nước nảy ghế sau thôi. Ông cảnh sát nhìn vào phía sau. Ông thấy có một chai rượu nằm trên băng ghế sau. Anh cảnh sát cầm cái chai lên. Chai này đâu phải là chai nước. Ông linh mục nói, trời ơi, ngài lại làm vậy nữa rồi. Đó là phép màu. Chuyện hay, chuyện cười hay đó. Dạ, chuyện cười hay. Quý vị hiểu không? Không. Hiểu. Dạ, con hiểu. Anh không hiểu à? Một linh mục lái chiếc xe lạng qua lạng lại, nên cảnh sát nhìn thấy và chặn ông lại, hỏi, thưa cha, cha uống rượu hả? Ông linh mục đó. Ông nói, đâu có, tôi chỉ uống nước ở ghế sau thôi mà. Người cảnh sát nhìn vào bàn ghế sau thì thấy chai rượu, không phải nước. Rồi ông linh mục nói, ôi trời ơi, đó là phép màu. Ngài lại làm vậy nữa rồi. Chúa Giê-xu biến nước thành rượu. Có một chuyện nữa, tương tự. Rồi, dạ cũng tương tự, không vui bằng. Nhưng dù sao, một ngày nọ, có một tai nạn xe. Hai chiếc xe đụng nhau như hư nát hết. Hai người lái xe bước ra. Một nam và một nữ, họ nói với nhau, nhìn xem. Xe của chúng ta bị hư nát hết, mà chúng ta không sao cả. Không một vết trầy xước. Chắc là số mệnh. Phải, người đàn ông nói, nhìn này, chai rượu này ở đây. Mọi thứ đều bị vỡ nát, ngoại trừ chai rượu còn nguyên vẹn. Chắc đó là dấu hiệu nói chúng ta nên uống. Người phụ nữ nói, được, chúng ta chia đôi. Người đàn ông nói, được, để ta mở cho. Của bà đây, hãy uống đi. Người phụ nữ nói, ông cứ uống phần của ông trước đi. Thế rồi ông ta uống nửa chai rượu. Ông ta hỏi, bà không uống phần của bà sao? Bà nói, không, tôi nghĩ tôi sẽ đợi tới khi cảnh sát tới. Hiểu. Như vậy cảnh sát sẽ quy tội hết cho người kia. Hiểu không? Chuyện là vậy đó. Cho nên tốt hơn đừng uống rượu, thì họ không thể có tội mình gì hết. Anh kia còn nữa không? Dạ, con mới nhớ ra một chuyện nữa. Rồi rồi, kể tiếp đi.
Có ba anh chàng nọ bị kẹt trong sa mạc và họ không có nước đã nhiều ngày và đang hấp hối. Rồi một trong mấy anh chàng này đá trúng một cái đèn và ông thần đèn hiện ra nói, ta cho ba người một điều ước. Thế là anh thứ nhất nói, ồ, ước gì tôi trên bãi biển vùng nhiệt đới, xung quanh có thật nhiều nước để tôi uống và nằm trên võng tận hưởng. À, rồi bùm một cái, anh chàng đã biến mất. Anh thứ hai nói, ồ, ước gì tôi đang trong khách sạn 5 sao trên bãi biển và tận hưởng. Ồ, phải, tận hưởng. Anh chàng thứ ba nhìn quanh và cảm thấy hơi cô đơn nên nói, tôi ước gì bạn của tôi trở lại đây. À, chúng tôi đã nghe chuyện đó rồi. Vì hiểu không? Hả? Yeah. Kể đi, kể go đi. Ahead, go ahead. Có một thang máy trong tiệm bách hóa trên tầng 3. Một phụ nữ rất tao nhã bước vào với mùi nước hoa thơm lừng. Bà quay lại nói, nước hoa Chanel, $100 một ounce. Rồi thang máy đi xuống tầng 1. Một phụ nữ xinh đẹp khác bước vào với mùi thơm khác. Bà nói, Dior, Christian Dior, $150 một ounce. Xuống tầng kế, nói với ai? Bà nói với mấy người khác trong thang máy. Ồ, trong thang máy, hiểu rồi. Xung quanh bà, con xin lỗi, không sao. Một bà lão bước vào thang máy, và khi thang máy xuống tới tầng trệt, có một mùi hôi nồng nặc trong thang máy. Khi bà bước ra khỏi thang máy, bà quay lại nói với mấy người kia, bông cải xanh, 80 xu một cân Anh. Chuyện cười tệ quá. Quý vị không hiểu hả? Có vài người không hiểu. Hiểu hả? Được rồi, kế tiếp. Có một linh mục Công giáo La Mã đang làm lễ xin tội trong phòng của ông. Và người đàn ông bước vào xin tội rằng, Lạy cha, xin tha thứ cho con vì con đã phạm tội, con vừa đánh cắp một đôi giày. Vị linh mục nói được. Con hãy đọc ba lần kinh kính mừng và ba lần kinh lạy cha. Sau lễ xưng tội, ông linh mục bước ra, đôi giày của ông đã biến mất. Giày của ông linh mục đã bị đánh cắp. À, hay hay, hiểu. Anh ta đã đánh cắp đôi giày của ông linh mục. Hay, hiểu rồi. Cũng có một linh mục Công giáo La Mã đến phòng xưng tội của ông. Có một hàng dài chờ bên ngoài. Thật ra có hai hàng chờ. Có một linh mục khác cũng đang làm lễ xưng tội và vị linh mục này đi vào. Rồi người đầu tiên bước vô nói huyên thuyên về tội lỗi của anh ta. Sau đó vị linh mục nói, đồ quỷ Satan, hãy đọc 10 lần kinh lạy cha và 10 lần kinh kính mừng. Thế rồi người đàn ông đi ra. Và vị linh mục đợi và tiếp tục đợi, nhưng không ai bước vào. Ông mới đi ra ngoài, nhìn hàng người đợi, cả hàng người biến mất, tất cả mọi người đã nhập vào hàng bên cạnh. Ồ, bởi vì ông ấy quá nghiêm khắc. Dạ, bởi vì mấy người đó sợ ông linh mục mắng họ là quỷ Satan, và sau đó bắt họ cầu nguyện quá nhiều lần. Ồ, vậy người linh mục kia, tốt ha, vì thế hả? Dạ, bởi vì vị linh mục kia không có mắng. Ồ, cút ra khỏi đây. Tất cả các người. Kế tiếp. Cô hả? Cô muốn nói? Dạ không, con chỉ cầm micro thôi. Cô hả? Nói đi, nhanh, nhanh lên. Có một cô gái kia đi nhà thờ và thú tội với linh mục. Thưa cha, kiêu ngạo có phải tội nặng không? Ý con là ngạo mạn. Ông cha nhà thờ hỏi lại, con có thông minh hơn bạn bè không? Cô gái nói, dạ không, con không thông minh hơn, cũng không giàu hơn. Con chỉ thấy xinh đẹp hơn các bạn một chút. Ông cha nhà thờ nói, ồ không đâu, đó không phải là kiêu ngạo mà chỉ là hiểu lầm thôi. Không đẹp thật. Okay, okay. Hay, hay, được rồi. All right. Chuyện đó hay. That's a good one.
Giờ tôi nhớ rồi. Một người Anh, một người Scotland và một người Úc đang ngồi trong quán rượu. Họ đang uống rượu. Rồi người Scotland nhìn sang bàn bên kia. Một người đàn ông ngồi một mình đang uống nước khoáng. Có hào quang quanh đầu và ông ta có tóc dài. Anh này nói tôi nghĩ người kia trông như Chúa Giêsu. Anh bạn kia nói, có lẽ anh nói đúng, có lẽ đó là Chúa Giêsu. Thế là anh chàng đó đi tới người đàn ông kia, anh chàng người Úc, và nói, này anh bạn, anh có phải là Giêsu không? Giêsu gật đầu, rồi anh ta trở lại và ngồi xuống. Rồi tới phiên anh chàng người Scotland đi tới đó, cũng hỏi cùng câu hỏi, Giêsu cũng chỉ gật đầu, rồi anh ta trở lại. Con quên nói anh chàng người Anh là người ngồi trên xe lăn. Đúng rồi, bây giờ con mới nhớ ra anh ta lăn xe tới Giêsu. Giêsu nói, phải, ta là Giêsu. Rồi anh ta quay trở lại. Sau nửa tiếng, họ vẫn ngồi nói chuyện ở đó. Giêsu đi tới với anh chàng này, tới gặp người Scotland, bắt tay anh này. Rồi các anh Scotland nhảy lên nói, trời ơi, đúng là phép màu. Lưng tôi bị đau đó 20 năm rồi. Tôi đã thử mọi cách này đã khỏi. Ôi, chào ơi. Rồi Giêsu đi tới anh chàng người Úc, bắt tay anh ta. Anh ta nói, trời ơi, chân tôi hoạt động lại rồi, đúng là phép màu. Cái chân mới, dạ. Giêsu bước tới anh chàng người Anh, đi xe lăn, dạ. Người Anh này mặt mày xanh lét, trông hết sức sợ hãi và bắt đầu lăn chiếc xe ngược lại, tránh Giêsu. Anh nói, ô chú tôi, xin tránh xa tôi ra, tôi sống nhờ tiền trợ cấp khuyết tật. Chuyện tệ quá. Tôi có một chuyện tương tự mà trước đó tôi quên. Một ông kia có tài chạm tay vào là lành bệnh. Ông ta đi quanh để thử mọi người. Ông gặp một người Pháp, một người Ireland và một người Anh. Rồi ông nhờ họ làm giùm một việc. Nếu họ làm giỏi, ông sẽ âm thầm chữa khỏi bệnh cho họ. Ông nhờ người Pháp làm gì đó cho ông, và anh người Pháp làm giỏi, ông chạm tay vào đầu anh người Pháp này. Thế là anh người Pháp hết bệnh nhức đầu kinh niên. Ôi, tôi như được một cái đầu mới, tuyệt vời. Rồi ông đến người Anh, nhờ người này làm gì đó, người Anh làm xong. Ông chạm tay vào người đó, thế là người này được hai cái chân mới. Trước đó người này không có chân. Rồi có một anh chàng khác, người gì? Người Ireland ạ. Người Ireland này ngồi trên xe lăn. Ông nhờ làm cái gì đó, anh ta làm xong. Ông tới chạm tay vào chiếc xe lăn. Người Ireland nói, ồ, xe lăn của tôi có bánh xe mới. Quý vị biết chuyện này hả? Hơi giống. Chuyện kế, anh có hả? Kể đi, kể đi. Dạ, anh ta trông láo lĩnh thật, làm cho đúng, đúng đắn. Kể đi, kể đi, kể đi. À, đây là chuyện cười về một chú khỉ. Chú đi vào một nơi giới thiệu việc làm và đi đến quầy và nói, một cái gì? Dạ, một chú khỉ. Chú khỉ đi đâu? Dạ, vào một nơi giới thiệu việc làm, tìm kiếm công việc, trung tâm tìm việc. Ồ, tìm một trung tâm giới thiệu việc làm. Dạ vâng, được rồi. Và người phục vụ nói, bạn là khỉ, bạn nên ở trong rạp xiếc mới phải. Chú khỉ nhìn anh ta và nói, thợ sửa ống nước thì làm được gì đó. Cái gì? Thợ sửa ống nước à? Ờ, thợ sửa ống nước thì làm được gì đó. Chú ấy là thợ sửa ống nước. Ồ, chú khỉ. Cái gì? Không hiểu. Chú khỉ là thợ sửa ống nước, không thông minh lắm. Ờ, hiểu rồi. Dạ. Ờ, dở quá. Dạ, xin lỗi. Nếu không có thợ sửa ống nước thì nhà vệ sinh sẽ bị nghẹt. Phải. Tôi nghĩ chúng ta hết pin rồi ha. Được rồi, quý vị. Tiệc nào cũng phải có lúc tàn. Hôm nay quý vị được đủ thứ. Dạ, quý vị có xăm anh không còn, còn có khoai tây chiên và được xem ảo thuật nữa. Cảm ơn sư phụ. Về ngủ nhé. Được đủ thứ và vẫn còn nhiều thức ăn. Hôm nay mình ngừng ở đây và tiếp tục vui vẻ suốt cả năm nhé. Dạ. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm khác.
Còn người nào trên lầu không? Dạ con, thưa sư phụ. Hay là tất cả đều ở đây? Chúng con ở đây. Ôi, chào ơi. Còn nhà xe thì sao? Dạ con, tôi không nghe gì cả. Thưa sư phụ, mọi người trong nhà xe à? Mọi người à? Dạ, những người còn lại. Được, tôi ra chào họ. Chúc mừng năm mới quý vị. Chúc mừng năm mới sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Cảm ơn quý vị. Rồi nhé. Merci. Cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn ngài. Thật vui khi ở đây thưa sư phụ. Sương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vui.